Rồi, ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi sang một cái bài tập mới. Thì đây chính là cái bài tập mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hành ở trong cái audio này nhé. Rồi, đầu tiên cũng giống như là các audio trước, chúng ta sẽ phân tích xem á, là ở trong cái bài tập này chúng ta sẽ sử dụng những lệnh vẽ nào để chúng ta hoàn thành được nó. Và như các bạn thấy ở đây nè, đa phần là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh vẽ đường tròn, lệnh vẽ đường thẳng, lệnh vẽ đường tâm, lệnh ghi kích thước. Và trong cái bài tập này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái lệnh mới ở đây, là đó là lệnh fillet nè. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh vẽ đường tròn, nó tiếp tiến với hai khung tròn cho trước và biết được một cái bán kính cho trước. Thì đây là một cái lệnh nó tích hợp ở trong cái phần vẽ đường tròn luôn, nhưng mà ở trong những cái video trước á, thì mình không có chia sẻ cho các bạn. Thì ở trong cái video này các bạn thấy là nó đã xuất hiện một cái lựa chọn mới, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào thực hành cái bài tập này luôn nha. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ xác định cái điểm gốc kích thước. Thì gốc kích thước của mình hiện tại nó là tâm của phi 30 và phi 50. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh cycle. Các bạn gõ lệnh tắt là C, Enter. Sau đó chúng ta chọn một điểm bất kỳ ở trên cái bảng vẽ này làm tâm. Rồi các bạn gõ nhỏ gõ là D, Enter để mà chúng ta nhập cái đường kính vào. Đường kính của mình bằng 30. Tiếp tục nhấn Enter để gọi là lệnh cycle. Rồi chọn tâm. D, Enter, 50. Như vậy là chúng ta đã có được hai cái đường tròn phi 30 và phi 50 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cái tâm ở trên. Cái tâm ở trên đây của mình á, thì các bạn thấy nè, là nó sẽ cách cái góc kích thước của mình một đoạn bằng 45 ly. Ở đây nó cho mình R bằng 45 này các bạn. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng chế độ chưa bất điểm ha. Các bạn gõ C, Enter. Các bạn nhập là T, K, Enter. Rồi, chọn một điểm tại đây chúng ta giống lên nè, bằng 45. Enter, Enter thêm một cái nữa. Thì chúng ta sẽ có cái R nhỏ này nè, là bằng 5. Rồi, Enter tiếp tục để gọi là lệnh cycle. Chọn tâm. Rồi, chúng ta nhập cái bán kính bằng 9. Như vậy là chúng ta đã có tâm này rồi. Bây giờ chúng ta xác định cái tâm thứ hai. Cái tâm thứ hai của chúng ta tại vị trí này. Thì cái tâm thứ hai này nè, nó sẽ là giao giữa cái đường tròn R45 và cái đường thẳng hợp với cái trục y một góc 40 độ. Thế đây các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường thẳng này hợp với trục y một góc 40 độ ha. Rồi các bạn gõ L, Enter, rồi chọn tâm. Rồi các bạn kéo ra, các bạn ấn F8. Thì các bạn thấy là cái đường thẳng này của mình á, nó hợp với trục y một đoạn một góc bằng 40 độ, tức là nó hợp trục x với mình một góc bằng 50 độ, đúng không ạ? Tại vì cái góc vuông của chúng ta là 90 độ mà. Ở đây các bạn ấn phím tab nè, chúng ta sẽ nhập cái góc này bằng 50 độ. Enter. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở một cái đường tròn C, Enter, từ tâm nè, chúng ta đi qua tâm này. Rồi mình sẽ chuyển hai cái đường này về cái đường tâm. Đó. Rồi cái tâm thứ hai của mình là tại vị trí này. Tâm thứ hai của mình cũng có cái R5 và R9. Thì chúng ta chỉ cần copy thằng này thôi. Copy tâm này để qua đây cho nó nhanh. Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ những cái cung này. Những cái cung này thì mình cứ mở một cái C, Enter và mình dùng chế độ chưa bất điểm thôi. Mình không cần quan tâm kích thước. Rồi, ở đây chúng ta sẽ TR, Enter, chúng ta cắt bỏ những cái phần dư đi. Rồi cái đường tròn này các bạn sẽ sử dụng lệnh BR, BR, Enter, chúng ta cắt đi. Rồi thằng này dư dài quá chúng ta cũng cắt đi luôn. Như vậy là chúng ta đã vẽ được cái phần ở trên. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái R60 này. Để vẽ được cái R60 này các bạn gõ lệnh là C, Enter. Sau đó các bạn lựa chọn cái chế độ là Tan, Tan, Gradius nè. Rồi chúng ta chọn cái đường tròn tiếp tiến đầu tiên. Chúng ta chọn cái đường tròn tiếp tiến thứ hai và chúng ta sẽ nhập cái bán kính vào bằng 60, Enter. Thì chúng ta sẽ ra được cái đường tròn này. Rồi, TR, Enter để mà chúng ta cắt bỏ cái đoạn thừa này đi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cái tâm này và tâm này. Cái tâm này của mình nó sẽ cách cái góc kích thước của mình một đoạn theo trục x là 55 ly. Ở đây các bạn gõ là C, Enter. Rồi dùng chế độ chia bất điểm, TK, Enter.
chọn góc tham chiếu. Ở đây mình giống ra ngoài này một đoạn bằng 55 ly. Enter, enter thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ có R bằng 7. Enter tiếp một cái để chúng ta gọi là lệnh cycle. Chúng ta bắt tại tâm này thì chúng ta sẽ có R bằng 12. Enter. Và tâm của hai thằng này nó cách nhau bằng 15 ly thì ở đây các bạn sẽ copy. CO copy ra. Nhấn F8 cho nó thẳng nè. 15 ly. Rồi, L enter để mà chúng ta nối hai này lại với nhau. Rồi, TR enter để mà các bạn cắt bỏ cái phần thừa ở giữa này đi. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cái đối tượng thứ hai. Rồi từ cái đối tượng thứ hai các bạn vẽ một cái đường line thẳng vô thì ở đây các bạn dùng lệnh extend. À, x enter nè. Các bạn phóng thẳng vô luôn ha. Đó. Rồi, cuối cùng ở đây chúng ta sẽ vẽ một cái một là các bạn có thể sử dụng lệnh fillet. Hai là các bạn sử dụng cái lệnh là cycle kết hợp với cái lựa chọn là tan gradient ha. Ở đây ví dụ nè, mình gõ là c enter. Mình lựa chọn là tan gradient nè. Mình tiếp tiến với cái cung tròn này. Rồi ở dưới đây là mình tiếp tiến cái đường thẳng này. Mình có cái R bằng 30 nhập 30 vào. Đó. Rồi ở đây các bạn dùng TR enter để mà cắt bỏ đi. Thì đây là cái lựa chọn đầu tiên chúng ta sử dụng là cycle kết hợp với tan gradient. Lựa chọn thứ hai là các bạn gọi là F enter. Chúng ta nhập bán kính bo vào là 30. Enter. Chọn cái cung thứ nhất nè. F enter ha. R enter 30. Chọn cung, chọn đường nè. Thì nó cũng ra cho các bạn, nhưng mà cái trường hợp này nó sẽ vô tình làm mất cái cung của bạn luôn. Đó, mất cái cung và mất cái đường thẳng của bạn luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách đầu tiên đi. Đó. Rồi, bước thứ hai là chúng ta sẽ đi vào vẽ đường tâm. Chúng ta vào tab là Angle Style. Chúng ta vào Center Mask nè. Đây chúng ta vẽ đường tâm cho thằng này. Rồi chúng ta vẽ đường tâm cho cái cung này. Chúng ta vẽ đường tâm cho cung này cũng như là cung này. Em mời enter. Rồi, cái cách mà chuyển cái đường tâm này lớn lên đó, thì ở trong những cái đồ trước là mình đã nói rất là rõ rồi, các bạn vào đó các bạn xem lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bước cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành ghi kích thước cho các bản vẽ này. Ghi kích thước chúng ta vào dimension ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có là phi 30. Rồi chúng ta sẽ có là phi 50. Rồi chúng ta sẽ có là cái R 60 nè. Rồi R 9. R 5. R 30. Rồi R 7. Rồi chúng ta có cái góc này hợp với cái góc này 40 độ. Rồi chúng ta có cái R này bằng 45. Rồi từ tâm này của mình đến tâm này của mình bằng 55 15. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập này rồi. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi hy vọng rằng sau khi các bạn xem xong cái video này thì các bạn sẽ thực hành được cái bài tập này nha. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những cái bài tập tiếp theo.